À, xin chào quý vị. Thì hiện giờ là 3 giờ là ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Dần ở nhà. Mình có đến khu di tích cuộc khởi nghĩa Bảy Thừa của Đức Quảng Cơ Trần Nhân Thành, còn gọi là Dinh Năm Ông Lò Ghèn ở cả nhà. Ở đây mình làm cái clip để gửi cho cả nhà xem cùng với mình nha. Đây cổng đi vô. Nãy thì mình quay cái clip trong dinh rồi. Bây giờ mình bắt đầu là qua bên ngôi thờ bà cố Nguyễn Thị Thạnh và mình quay cái tháp cho cả nhà xem ha. Đây là bắt đầu mình qua cầu. Cái cầu này còn tên là cầu Binh Gia Nghĩ nha cả nhà. Đây. Rồi sắt Binh Gia Nghĩ. Ta đi qua. À, cái đó là cái tháp hiện tại là đang xây nha cả nhà, chưa hoàn thành nha. Đây là cầu. Cầu Gia Nghĩ. Đây là ngôi thờ bà cố Nguyễn Thị Thạnh. Đây. Đây là đền thờ nha. Đền thờ của bà cố Nguyễn Thị Thạnh. Đây mình đi vào bên trong. Đây, chi tiết hoa văn ở đây rất đẹp nha. Đây là hoàn thành xong là 19 tháng 2 2018 cả nhà. Đó là cái tháp. Quá đẹp cả nhà ơi. Mà chưa hoàn thành nha. Có vịt có gì vô nè mà nó đục nè. Có lồng vịt lồng ngỗng vậy nè. Không có thấy có lồng vịt gì đó nè. Đây là ngôi thờ là Nghĩa Binh Gia Nghĩ. Đây là đền thờ của bà cố Nguyễn Thị Thạnh nha. Nên nó làm quá lâu mà chưa xong nữa ha. Chi tiết hoa văn ở đây rất là cầu kỳ nha quý vị. Mình đi qua bên kia mình quay cận chút. Rồi mình đi ra bên kia mình xây cái mình quay cái tháp cái cận chút bị chưa có hoàn thành nha cả nhà. Đây là cái đường đi vô đền thờ của bà cố Nguyễn Thị Thạnh. Thì có hai bên là hai gầm nằm cho dài đây. Chi tiết hoa văn ở đây là rất là cầu kỳ nha. Rất đẹp.
Đây là cái phía sau của đền thờ của bà cố Nguyễn Thị Thạnh. Đây là cái đường đi dành cho hành lang là đi xung quanh. Còn đền thờ thì nằm giữa cái hồ nước đó cả nhà. Đây. Còn đây là mình quay cái tháp. Cái tháp này là có 7 lầu một trệt nha cả nhà. Đây cái tháp 7 lầu một trệt. Chi tiết hoa văn quá cầu kỳ cả nhà ơi. Quá đẹp. Đây còn đang xây dựng chưa hoàn thành đó cả nhà. Đây còn đang xây dựng đây. Này mà hoàn thiện rồi là đẹp, rất là đẹp cả nhà. Đây. Đây là theo mình nhìn xa mình thấy đó thì cái ở dưới này đầu tiên đó là đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương là chợt ở dưới, rồi đến cái lầu kế tiếp nhà quan thờ là Hưng Đạo Đại Dương, rồi lên ngôi thứ ba là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lên thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi trên nóc. Mấy cái đó xa quá mà nhìn không thấy cả nhà. Đây tháp quá đẹp luôn. Xung quanh nó quá cầu kỳ. Quá đẹp. Cái tháp này với mấy cái này mà hoàn thiện rồi là chỗ này là rất cực kỳ đẹp cả nhà ơi. Nếu có dịp thì quý vị cũng đến tham quan. Kế đời sau hè là ruộng lúa ha. Bữa nay ở đây thì đồng hai vụ này, về bữa nay chỗ cũng cầm cái mè nặng mặt thì cầm xuống rồi nè. Tháp quá đẹp. Mình xin kết thúc cái clip này cả nhà. Quý vị nào mà chưa có đến đây ha thì cũng nên đến một lần cho biết ha. Đây thì mình cũng nói cái đường đi luôn nha cả nhà. Thì nếu quý vị nào chưa biết đường đi thì đến quốc lộ 91 cây răng chợ Em Sáng Cây Dương là đường lô nhựa đó, đường lô nhựa bờ dưới nước, với quý vị chạy dài vô kinh 16 gần cầu số 5 nha cả nhà. Rồi cái dinh này nằm mà nó có cái cầu qua bờ trên nước thì qua cầu là tới nha cả nhà. Xin chào, gặp lại mấy clip sau.